Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem thì hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải, vua bán tải. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Đây là cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak 3.2 số tự động 2 cầu đây ạ. Và vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, với hơn 5 vạn km thì chiếc xe này tất cả là còn nguyên bản hết. Nguyên bản từ cái dàn lốp tất cả còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Cả một dàn lốp 4 bánh còn nguyên bản hết và cái lốp sơ cua còn chưa hạ, chưa lăn bánh một tí nào luôn đấy ạ. Và vâng, thưa với quý vị và các bạn cũng đang xem đây ạ. Chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng cao và cái phần ba đờ sốc sau đấy ạ, cản ba đờ sốc sau. Tí nữa thì tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về cái cản ba đờ sốc sau mà chủ xe đã lắp thêm. Nó rất khác thường so với những cái xe bán tải khác ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần cản ba đờ sốc sau mà chủ xe đã lắp thêm. Rất là cứng và rất là chắc chắn, leo lên thoải mái không vấn đề gì cả. Và thưa với quý vị và các bạn, với cái cản ba đờ sốc sau này thì có mà những cái xe nào mà không may mà phi vào đít cái xe này thì thật là đáng buồn cho cái xe đó ạ. Tại vì là nó rất cứng, rất chắc chắn luôn đấy ạ. Nếu như không may mà chiếc xe nào mà chẳng may mà đâm vào đít của chiếc xe đấy thì xác định luôn, khuyến mại cho đâm thêm một phát nữa chứ không phải bắt đèn đâu ạ. Vì cái này rất là cứng, rất là chắc chắn, với thanh sắt rất là chắc chắn. Và chủ xe cũng đã rất là vất vả khi phải lắp cái này xong và phải đi hoán cải. Cái này đã hoán cải đầy đủ rồi, cho nên bây giờ trên đăng kiểm là có hình ảnh của cái này rồi. Quý vị và các bạn yên tâm, đi đăng kiểm đã có sẵn rồi, không phải lo về cái phần đăng kiểm về cái lắp thêm này nữa ạ. Đây, quý vị và các bạn xem ạ, trên cái phần thanh này đã có cảm biến lùi đã được chuyển ra luôn đấy ạ. Đây là cái mắt cảm biến lùi đã chuyển ra được cái ba đờ sốc sau này luôn. Và đây là cái phần đèn soi biển số ạ. Đèn soi biển số hai bên, chủ xe đã hoán cải đầy đủ và có đăng kiểm luôn ạ. Cho nên quý vị và các bạn yên tâm luôn ạ, không những hoán cải cả đăng kiểm mà cả trên đăng ký cũng đã sửa luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, những cái dòng xe bán tải nói chung đa số là chạy rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này là chiếc xe Wildtrak, nó thuộc cái phân khúc bán tải cao cấp rồi. Cho nên là chủ xe đi rất là ít và rất là giữ gìn, cho nên là còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này thì tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng, chưa có rửa gì. Sau cái clip này thì chúng tôi mới dọn dẹp và đánh bóng. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn đến xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi thì chiếc xe này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều so với bây giờ đấy. Vì chiếc xe này chưa có dọn dẹp, lát nữa thì tôi sẽ cho đi dọn dẹp luôn ạ. Đây là cái phiên bản Ford Ranger Wildtrak và là 3.2 ạ. Wildtrak cũng có hai phiên bản 2.2 và 3.2, nhưng đây là cái phiên bản cao cấp nhất của Wildtrak, đó là 3.2 số tự động 2 cầu đấy ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi đây quý vị và các bạn ạ. Xe đã được trang bị đầy đủ tất cả, không thiếu bất kỳ một cái gì cả, kể cả camera lùi, cảm biến sau, cảm biến trước đầy đủ hết. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của xe đây, quý vị các bạn cùng xem đấy. Tuy nó có đôi phần xước sát và nó chỉ xước sát nhẹ thôi, lát nữa tôi sẽ cho đi đánh bóng thì nó sẽ hết luôn đấy ạ. Đây là cái phần ba đờ sốc sau. Đằng sau này thì không xước sát gì cả, tại vì nhìn cái cản nó hầm hố như này thì không xe nào dám gần ạ. Tuy nó có đôi phần bẩn thôi chứ không phải là xước sát đấy. Bẩn thì tôi lau qua nó đã cũng sạch luôn đấy, quý vị các bạn cũng biết rồi ạ. Đấy, thế là quý vị các bạn thấy được rằng chiếc xe này chúng tôi mua về, chúng tôi còn chưa có rửa gì đâu ạ. Đấy, nó còn bẩn. Lát nữa thì tôi sẽ cho đi đánh bóng và dọn dẹp, thì quý vị và các bạn đến xem xe thì chắc chắn một điều là nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái clip này đấy ạ. Phần sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần nền này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, tất cả còn rất là bóng ạ, rất là phẳng ạ, nền rất là phẳng, cho nên là chứng tỏ là chiếc xe này sơn zin còn nhiều đấy ạ. Chưa có sơn mấy đâu ạ. Đây là cái phần lốp của xe, quý vị và các bạn xem đây ạ. Lốp của xe cũng còn dày như thế này đây, quý vị và các bạn xem nhé. Cái lốp trước đây, lốp trước còn dày như này đây. Và date của lốp là 2017. Xe được sản xuất năm 2017 và cái lốp của nó cũng tuần thứ 7 năm 2017 đây ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Và còn rất là dày. Không những lốp còn nguyên bản và còn rất là dày luôn đấy ạ. Đấy là cái lốp trước, còn bây giờ tôi sẽ quay về cái lốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ.
cái lốp sau cũng dày luôn. Lốp sau cũng rất là dày và đét lốp đấy ạ. 2017 luôn. Cả một dàn lốp này là 2017 và lốp sơ cua chưa hạ luôn ạ. Tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem cái lốp sơ cua chưa hạ đây ạ. Lốp sơ cua còn rất là mới, chưa hạ. Quý vị các bạn xem đấy, cái vạch sơn của lốp sơ cua vẫn còn nguyên đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua chưa hạ, đang sử dụng chưa rửa cho nên nó hơi bẩn một chút thôi, chứ còn nguyên bản đấy. Và phần gầm quý vị các bạn xem luôn ạ. Tiện cái quay cái sơ cua, tôi quay cái phần gầm cho quý vị các bạn cùng xem. Chỉ có hơi bẩn một chút thôi chứ không có rỉ riết, không có vấn đề gì cả. Đây quý vị các bạn xem gầm rất là đẹp ạ. Rất nhiều quý vị và các bạn đi mua xe bán tải sợ những cái xe mà nó chạy ở vùng biển như là Quảng Ninh chẳng hạn, tôi ví dụ như thế, là cứ hay sợ nó rỉ. Nhưng chiếc xe này được đăng ký ở Hà Nội thì quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn ạ. Gầm rất là đẹp, chassis còn rất là mới luôn đấy ạ. Không có han, không có gì cả. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp thì nó chỉ có phủ một lớp bẩn ở bên ngoài thôi ạ. Vì chiếc xe này chạy đường phố Hà Nội ạ, chứ không phải chạy ở đâu cả. Xe đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng cao, có thanh vai thể thao đây ạ. Nhìn rất là đẹp ạ, rất là khỏe. Riêng cái dòng ngoài trách này thì phần lớn là toàn lắp cái nắp thùng thấp này ạ. Xin lỗi thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi nói là nắp thùng cao. Đây là cái nắp thùng thấp ạ, và thanh vai thể thao, giá nóc đấy, cho nên là nhìn chiếc xe này nó rất là khỏe mạnh, rất là đẹp luôn đấy ạ. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần bên phải đây ạ, à bên lái ạ, riêng về cái phần sườn bên lái đây, tất cả cũng còn đều rất là phẳng ạ. Đây là xước sát thì không có đâu nhé quý vị và các bạn, đây là hơi bẩn một chút thôi, lát nữa chúng tôi sẽ cho đi đánh bóng thì nó hết luôn, chứ không có xước sát chỗ nào luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Đấy, quý vị các bạn xem thì quý vị các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này, nó còn rất là mới đấy ạ. Khá là tuyệt vời cho một chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 2017 ạ. Phần bậc cửa của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này, bên dưới là nó có cái phần inox đây ạ, rất là chắc chắn luôn ạ. Bước chân nên rất là chắc chắn ạ. Đấy, lốp trước còn rất là đẹp, chassis cũng rất là đẹp luôn, tất cả còn rất là mới ạ. Trước khi mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2017 này, thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe một lần nữa để xem chiếc xe này nó còn mới, còn đẹp như thế nào đấy. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, 2017 sau 3 năm sử dụng, chiếc xe lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi, với tất cả còn nguyên bản, dàn lốp còn nguyên bản và chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này đăng ký biển Hà Nội rồi. Rất nhiều người đi mua xe bán tải ngại những xe biển tỉnh, tại vì là có những cái xe biển tỉnh chạy ở vùng núi, vùng cao, hoặc là những chiếc xe chạy ở vùng biển thì nó sẽ rất là hại xe. Nhưng chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi, thưa với quý vị và các bạn ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp, chưa có dọn dẹp gì vệ sinh, nhưng tôi vẫn quay đến đây cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này chất lượng nó còn như thế nào ạ, và nó thật như thế nào ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip này ấy, thì quý vị các bạn đến xem trực tiếp, quý vị các bạn sẽ thấy được là nó đẹp hơn rất là nhiều so với hình ảnh thực tế mà quý vị các bạn trên xem đây ạ. Xem thật nó đẹp hơn là xem ở trên video ạ. Tại vì trên video này chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi quay luôn. Còn quý vị các bạn mà đến cửa hàng xem là chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên rồi, cho nên nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán tại thời điểm ngày hôm nay là chúng tôi đang chào bán với giá là 755 triệu đồng ạ. Vâng, thưa với quý vị các bạn, 755 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2017 này ạ. Và chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn trong vòng 6 năm, vay với 77-80% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Và thủ tục thì chúng tôi làm rất là nhanh gọn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái khoang nội thất để xem về cái phần nội thất của chiếc xe này như nào. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ của xe đấy. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Táp lô cũng còn rất là đẹp luôn đấy. Đây, thưa với quý vị, táp lô còn rất là đẹp luôn, rất là sạch sẽ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì nhưng nó cũng đã rất là đẹp rồi ạ.
và ghế lái là ghế chỉnh điện. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, ghế lái đã là ghế chỉnh điện rồi, và cái điều đặc biệt chủ xe này lại thích độ lên cái bộ ghế da. Đây thưa với quý vị và các bạn, đây là cái bộ ghế da mà chủ xe đã độ lên. Chủ xe độ lên bộ ghế da rồi nhưng vẫn giữ lại cái bộ nỉ rất là sạch sẽ, rất là mới, đang rất là đóng vào ni lông rồi, để lại cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đang lấy lại và để lại. Nếu như quý vị và các bạn nào muốn giữ lại cái bộ nỉ nguyên bản của xe, theo cái bộ nỉ nguyên bản theo xe, thì chúng tôi sẽ gửi lại cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn trả lại nguyên bản theo xe luôn đấy ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đồng hồ công tơ mét đây ạ. À, chiếc xe đã lăn bánh hơn 5 vạn km rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, và chiếc xe này là cái phiên bản 3.2, đầy đủ hết cả đồ option rồi, ví dụ như cruise control này, cảnh báo lệch làn các thứ này, đầy đủ tất cả rồi. Camera lùi, cảm biến trước sau, đầy đủ hết, không thiếu bất kỳ một cái gì cả. Và chủ xe cũng đã rất cẩn thận đây, thưa với quý vị và các bạn. Riêng cái trần này, chủ xe còn dán ni lông cơ. Tôi vẫn để nguyên cái trần ni lông này. Nếu như quý vị các bạn bóc ra thì cái trần nó rất là mới, rất là sạch sẽ luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn ạ, vì là rất ít khi mới có chủ xe lại cẩn thận như này. Chủ xe lại muốn là ghế da, cho nên bọc bộ ghế da, bộ nỉ thì lại gói gọn, bọc kín trong ni lông. Đấy, vâng, thưa với quý vị các bạn, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Đấy, thưa với quý vị các bạn, đây là cái bộ ghế da mà chủ xe đã lắp lên ngay từ khi lúc mua xe các bạn. Chủ xe đã lắp lên và cất rất là gọn gàng cái bộ ghế nỉ nguyên bản theo xe lại. Đấy, để cho ai mà muốn có bộ ghế nỉ nguyên bản thì sẽ sử dụng ạ. Tất cả còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Chắc chắn quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe bán tải thì đến xem chiếc xe này thì quý vị và các bạn hài lòng ngay ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ đây, thưa với quý vị và các bạn, keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ, không mất một phân keo chỉ nào cả. Chưa có xước sát gì đến, chứ đừng nói gì đến cái vấn đề đâm đụng ạ. Tôi cam kết là còn chưa xước sát luôn đấy ạ. Và đây thì quý vị và các bạn, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Rất là tuyệt vời cái chiếc xe này, tôi đảm bảo quý vị và các bạn đến xem là ưng ý ngay. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 755 triệu đồng ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Tất cả cũng keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản, chúng tôi cam kết thứ nhất là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết. Tất cả đều nguyên bản ạ. Trừ bộ ghế da và chủ xe đã lên, nhưng bộ ghế nỉ, nếu như chúng tôi muốn để nó nguyên bản, bây giờ chúng tôi tháo bộ ghế da này ra và lắp bộ ghế nỉ lại thì nó nguyên bản ngay. Nhưng mà bộ ghế nỉ vẫn còn đang nguyên bản ở trong túi ni lông cơ ạ. Đây, cho nên là quý vị và các bạn nè, có thể mua về dùng luôn bộ ghế da này, hoặc có thể muốn đổi lại nỉ như cũ cho nó nguyên bản thì đều được hết ạ. Táp bi cửa này, à táp lô này, còn rất là đẹp luôn ạ. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn một chút về vừa về option và vừa xem được cái độ mới của nó như thế nào ạ. Táp lô đây, sau 3 năm sử dụng thôi ạ. Với sau 3 năm sử dụng cho nên chiếc xe này còn khá đẹp luôn ạ. Đồng hồ công tơ mét chạy được hơn 5 vạn 1 km rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và xe cũng đã trang bị là cảnh báo lệch làn. Đây thưa với quý vị và các bạn, cảnh báo lệch làn này, cruise control này, đầy đủ các tính năng. Quý vị các bạn nhìn trên cái vô lăng này thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, rất nhiều chức năng được tích hợp lên trên cái vô lăng này. Và vô lăng còn rất là đẹp luôn đây. Chúng tôi chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Chưa dọn dẹp gì và vô lăng còn nguyên bản luôn ạ. Cần số tay phanh, tay phanh này, cần số này, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Option rất là nhiều luôn. Riêng về Y-Check 3.2 này thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi ạ. Đứng đầu trong các dòng bán tải, trừ những cái phiên bản của Ford, ví dụ như Raptor hoặc là F450 hoặc F150 thì không nói làm gì rồi. Đấy. Trong cái cùng phân khúc, ví dụ như so với cùng phân khúc như Triton, Mavic chẳng hạn, hay các thứ những cái loại đấy thì không thể so với được Y-Check này rồi. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Y-Check 2017 này là một cái khối động cơ diesel và là động cơ 3.2 lít rất uy lực đây, thưa với quý vị và các bạn. Nghe cái tiếng nổ của nó đã thích rồi cơ ạ. Khi bắt đầu đè lên thì quý vị và các bạn cũng đã thấy thích rồi ạ. Và đây thì tôi sẽ
giới thiệu cho quý vị và các bạn xem. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản luôn đây ạ. Tất cả ốc cabo còn nguyên bản ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu ạ. Tất cả không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đây ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc cabo đây ạ. Và ốc tai, tất cả ốc tai, ốc xương đầu, tất cả đều còn nguyên bản hết luôn đây ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản đây ạ. Ốc đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả về ốc máy ạ. Cam kết luôn với quý vị các bạn là động cơ này là nguyên bản hết, không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước. Và đây quý vị các bạn nhìn đấy ạ, tất cả chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đẹp như thế này đấy ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi và chỉ chạy ở Hà Nội cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Rất là mới luôn này. Thưa với quý vị các bạn xem những cái chi tiết máy này, chưa có dọn dẹp gì nhưng mà nếu như nhìn vào chi tiết máy này tưởng chừng như nó rất là mới ạ. Nếu như dọn dẹp đi thì nó không khác gì một chiếc xe mới đâu, thưa với quý vị các bạn. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 2017 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình của mình vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.